Theo kết quả khảo sát mới công bố của công ty phân tích chuỗi khối Mỹ China các nhà đầu tư tiền ảo tại Việt Nam bỏ túi 1,18 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Việt Nam là một trong năm thị trường châu Á có mặt trong top 10, nơi có lợi nhuận từ tiền ảo lớn nhất thế giới trong năm qua, bên cạnh Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc. Tính chung toàn cầu, các nhà đầu tư tiền ảo thu về lợi nhuận 37,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, con số này giảm so với mức 159,7 tỷ đô la Mỹ năm 2021, thời điểm gần nhất thị trường ở trạng thái giá lên. Dù vậy, lợi nhuận năm ngoái của nhà đầu tư đã phục hồi đáng kể so với năm 2022, khi mức lỗ lên tới 127,1 tỷ đô la Mỹ. Cả năm 2021 và 2023, nhà đầu tư tiền ảo Mỹ đều đứng đầu thế giới về lợi nhuận với lần lượt là 47 tỷ đô la Mỹ và 9 tỷ đô la Mỹ. Theo khảo sát năm 2023, nhà đầu tư tiền ảo Trung Quốc đại lục lãi 1,15 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ tư toàn cầu bất chấp hoạt động liên quan tới tiền ảo bị cấm tại quốc gia này. Điều này cho thấy cộng đồng đầu tư tiền ảo Trung Quốc đang ngày càng phát triển. Tại nước này, các nhà đầu tư dùng nhiều cách lách luật để giao dịch tiền ảo trên các nền tảng lớn. Các nền tảng này bao gồm Binance vẫn cho phép người dùng giao dịch tiền ảo dù phát cảnh báo cấm những hoạt động như vậy. Đợt hồi giá gần đây về mức kỷ lục thiết lập vào năm 2021 của đồng Bitcoin càng thú sự quan tâm của người dùng internet tại Trung Quốc đại lục. Theo đó, tiền ảo lớn nhất thế giới trở thành một chủ đề được lan truyền chóng mặt trên tất cả nền tảng mạng xã hội lớn ở nước này. Từ đầu năm đến nay, giá đồng Bitcoin đã tăng khoảng 65%, giao dịch ở kỷ lục mọi thời đại 73.750 đô la Mỹ hôm thứ năm tuần trước, 14 tháng 3, theo dữ liệu từ trang CoinMarketCap. Vào 9 giờ ngày 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam, tiền ảo này giao dịch ở mức 67.366 đô la Mỹ. Trước diễn biến mới của Bitcoin, truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian qua nhiều lần lên tiếng cảnh báo. Sự phục hồi giá đồng Bitcoin không thể làm lu mờ những rủi ro tiềm ẩn của loại tài sản số này. Tờ báo nhà nước Economic Daily cảnh báo trong một bài viết hồi đầu tháng này. Dù cấm ở trong nước, chính phủ Trung Quốc cam kết hỗ trợ Hồng Kông thực hiện mục tiêu trở thành một trung tâm tài sản số lớn của thế giới. Hồng Kông đang từng bước cho phép các nhà đầu tư cá nhân giao dịch tài sản số trên các nền tảng được cấp phép. Năm ngoái các nhà đầu tư tiền ảo Hồng Kông lãi 250 triệu đô la Mỹ. Theo ChinaList Xu hướng tích cực trên thị trường tiền số năm 2023 đang tiếp tục kéo dài sang năm 2024, đặc biệt sau cú huyết từ việc Mỹ cấp phép giao dịch quỹ ETF Bitcoin giao ngay và sự tham gia mạnh mẽ hơn của các nhà đầu tư tổ chức. Nếu xu hướng này tiếp diễn, chúng tôi dự báo năm nay các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận tương đương với năm 2021. Tính từ đầu năm tới ngày 13 tháng 3, giá Bitcoin đã tăng 65,4%, còn đồng Ether tăng 70,2% báo cáo khảo sát của china lysis nhận định